Thành Long Mến cho cụm đoàn, thì mới đây cán bộ địa phương thị trấn Vụ Bản Hòa Bình. Đó là ngăn cản Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên và quý cha đồng tế dâng lễ. Ít ai biết rằng, tại Công đồng Vatican lần thứ hai, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố, Tòa Thánh Vatican đã có những sứ điệp gửi cho các lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có các vị lãnh đạo Việt Nam. Linh mục Giuse Nguyễn Đức Nhân đăng trên Facebook cá nhân, bài chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ, nội dung như sau. Trích sứ điệp của Công đồng Vatican II gửi các nhà cầm quyền. Chúng tôi lớn tiếng tuyên bố, chúng tôi kính trọng quyền hành và chủ quyền của quý vị. Chúng tôi tôn trọng chức vụ của quý vị. Chúng tôi nhìn nhận những pháp luật chính đáng của quý vị. Chúng tôi quý chuộng những người làm ra cũng như người áp dụng những luật ấy. Nhưng chúng tôi có một lời chí thánh để nói với quý vị. Đó là chỉ một mình Thiên Chúa là cao cả. Chỉ một mình Thiên Chúa là nguyên thủy và là cứu cánh. Chỉ một mình Thiên Chúa là nguồn gốc của quyền bính và là nền tảng các luật lệ của quý vị. Chính quý vị có nhiệm vụ phải cổ võ cho nền trật tự và hòa bình giữa mọi người trên trái đất. Nhưng xin đừng quên, Thiên Chúa chân thực và hằng sống là cha mọi người. Và chính Chúa Kitô, người con vĩnh cửu của Thiên Chúa đã đến nói cho chúng ta biết điều ấy và dạy cho chúng ta biết tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Chính người là thợ cao cả của trật tự và hòa bình thế giới, vì chính người hướng dẫn lịch sử nhân loại và chỉ một mình người mới có thể khiến các tâm hồn tư khước những dục vọng xấu xa, mầm mống phát sinh ra chiến tranh và đau khổ. Chính người là đấng chúc lành cho cơm gạo của nhân loại, thanh hóa việc làm và vất vả của nhân loại, mang lại cho nhân loại những niềm vui mà quý vị không thể mang lại, cũng như làm cho họ vững mạnh lại trong những đau thương mà quý vị không thể an ủi được. Trong xã hội trần thế và hữu hạn của quý vị, Chúa Kitô xây dựng cách nhiệm màu xã hội tinh thần và vĩnh cửu của người, tức là giáo hội của người. Vậy giáo hội mong muốn gì ở quý vị? Sau 2000 năm chuyển biến thăng trầm về mọi phương diện trong mối bang giao với quý vị, những người nắm quyền lực trần gian, ngày nay giáo hội cầu mong gì ở quý vị? Giáo hội đã nói nguyện vọng ấy cho quý vị trong một bản văn quan trọng của công đồng. Giáo hội chỉ yêu cầu quý vị để tự do tin và rao giảng niềm tin của mình, tự do yêu mến Thiên Chúa và phụng sự Ngài, tự do sống và mang đến cho mọi người sứ điệp về sự sống. Xin đừng kiêng sợ giáo hội. Giáo hội theo gương chủ mình nên hoạt động mầu nhiệm của giáo hội không dậm chân lên những đặc quyền của quý vị. Nhưng để cứu nhân loại khỏi sự tàn tạ oan nghiệt, biến đổi nó, đổi đầy niềm hy vọng, chân lý và vẻ đẹp. Xin hãy để Chúa Kitô thi hành công việc tinh luyện xã hội này. Xin đừng đóng đinh người lại một lần nữa. Việc đó là phạm thánh vì người là con Thiên Chúa. Đó cũng là tự sát vì Ngài là con người. Xin để yên chúng tôi, những thừa tác viên khiêm tốn của người, đừng cản trở chúng tôi trong việc gieo rắc khắp nơi tin mừng của phúc âm hòa bình. Tin mừng đã được chúng tôi nghiền ngẫm trong suốt thời kỳ công đồng. Dân chúng của quý vị sẽ là những người đầu tiên được hưởng ơn ích tin mừng hòa bình này, vì giáo hội nhằm đào tạo cho quý vị những công dân liêm chính, biết yêu chuộng hòa bình và tiến bộ. Hết trích. Xin cảm ơn cha Giuse đã truyền tải nội dung sứ điệp. Nguyện xin Chúa soi sáng cho mọi người biết coi nhau là anh em, yêu thương và trợ giúp nhau, cùng tôn trọng đức tin, tôn giáo của người khác. Amen. Mới đây, một vài luật sư nổi tiếng đã bày tỏ sự lo ngại của mình. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc viết, chúng tôi cực lực phản đối hành động phá rối thánh lễ, xâm phạm cực kỳ nghiêm trọng đến điều thiêng liêng của người Công giáo, kèm theo đó là video sự việc. Luật sư Lê Quốc Quân thì chia sẻ thông tin và video về sự việc với tựa đề: chính quyền thị trấn ngăn cản Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng thánh lễ tại Hòa Bình. Trên trang Facebook của luật sư Đặng Đình Mạnh, chú có bài viết lên tiếng và nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ. Báng bổ, đã từng có lúc thế quyền phải giới hạn quyền lực của mình trước cánh cổng thâm nghiêm của nhà thờ.
Sau cánh cổng ấy là giáo đường, là nhà Chúa, là nơi giáo quyền che chở cho kẻ đang bị cường quyền săn đuổi bên ngoài. Xã hội thay đổi, xã hội không còn người săn đuổi người. Nhà thờ trở về với thiên chức giữ gìn nhân tính cho con người. Nhân tính của con người không dễ gìn giữ khi chúng cứ trực ngã sang phần con. Nhân tính được gieo mầm từ gia đình, nuôi dưỡng từ tín ngưỡng. Hãy hình dung một con người không có tín ngưỡng trưởng thành tự nhiên như cây cỏ. Nhân tính với họ tựa như trong nhờ đục chịu. Ai chịu? Họ chịu và xã hội này phải gánh chịu họ. Thời đại của chúng ta, thời đại làm chứng nhân cho các hậu quả vô lường phát sinh từ những con người trong nhờ đục chịu như vậy. Nhân danh quyền thế, họ dám dẫm bước chân trần tục nhơ bẩn, xông vào cung thánh để ngăn cản sự nuôi dưỡng nhân tính. Họ sỗ sàng dành chiếc máy ghi âm để nói lời cấm đoán thay cho lời giao giảng nhân lành cho tha nhân. Kỳ diệu, mặc cho sự báng bổ thì lời kinh cầu của những con chiên vẫn thống thiết, dõng dạc, vang át cả tiếng sói chu choa, dọa dẫm đầy lạc lõng. Cho thấy có phá bĩnh được thánh lễ cũng không thể ngăn được đức tin. Có làm ô uế được cung thánh cũng chẳng ngăn được sự hành lễ từ trong tâm trí mọi người. Vì lẽ, vấn đề nằm ở những giá trị tinh thần được lưu giữ trong con tim, trong khối óc, chứ không phải ở một nơi chốn cụ thể. Sau sự kiện này, như thường lệ, các chủ chăn sẽ lại nói lời tha thứ như bao lần đã thứ tha. Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Thế nhưng, còn sĩ diện của dân tộc này trước thế giới sẽ ra sao? Còn quyền tự do tôn giáo mà nhà nước đã long trọng công nhận cho công dân thì sao? Rồi nhân tính có còn cần phục hồi nữa hay không giữa một xã hội chỉ trực sơ nanh vuốt vồ mồi nhau? Hãy nghĩ đi mà hành xử cho đúng. Thủy Chân Lạp, ngày báng bổ. Mạnh Đặng, hết trích. Một vài ý kiến cho rằng do các cán bộ lo lắng cho việc chống dịch, vậy điều đó có đúng hay không? Khi mà nhà nước đã có hàng loạt văn bản, thông tư đưa Việt Nam trở lại bình thường, mở cửa cho cả thế giới và Việt Nam để kiếm tiền, nên không thể nào dựa vào lý do dịch bệnh hoặc bất cứ lý do nào để có hành động ngăn cản hoặc phá hoại thánh lễ. Khi mà ở Chùa Hương, hàng vạn người nườm nượp, các khu du lịch, chùa chiền và các hội hè nhà nước vừa qua vô cùng đông đúc. Hơn nữa, các linh mục cũng luôn thượng tôn pháp luật. Nếu như có văn bản cấm đoán trước đó thì các ngài cũng không dâng thánh lễ.